Hello everybody, today Cây I'm feeling good. Mày cây tao thì có mẹ mày cút. Ha. the fuck? Lát chưa? Đấy Lát gọi là sức mạnh của NA. Đấy gọi là sức mạnh của NA. Làm bàn, làm bàn. Khá hồ mà xinh. À không thể racist nếu ta ra vàng. Damn. Ai. Mày bảo rồi. Được, bro đấy. Professional. Thin. Thin type of offer. Area kiểu nó làm cái kiểu thì mẹ thì mẹ là ngu. Để hiểu sao được rơi giỏi lắm vẫn chết. Giỏi lắm thằng này. À, Terraria nó làm được kiểu là the heck? Mỗi ua đó. Mày thằng ngu. Đéo lên được. Terraria nó làm kiểu như là có mấy ua nó thay mấy cái o cho nhau ấy, để cho kiểu mày không kiểu đào xong mày sang cái ua khác mày đào thêm được. Kiểu như là copper là nó thay cho thin, nên là có thế giới nó có copper và thế giới nó chỉ có thin. Nó nghe tiếng con vịt thế nào? Đó là mày mù. Oh. Oh. À, vịt kia thì mẹ mày. Khi thằng ngu. Chết bây giờ thì cứ vậy. Đi cẩn thận mà. Một silver rope. Giết vịt nhá. Anh không bay à bay ạ. À. Bắt lấy con vịt. Ừ. Rồi xong lên lại điệu lên rồi. Ta không lên được. Đi. Mày để Crimson thay vì Corruption à? Tại sao? Cái bên tay trái này, cái mà... Cái em nào? À, có con quái nó đuổi tao. Tao đi rồi, bye bye. Mày bảo gì? À, không có gì. Tí nữa mày sẽ hiểu. Cứu. Thôi con đấy khỏe lắm, cổ nó chạy đi. Con đấy khỏe lắm. Con nó khỏe lắm, tao không đánh được. Mày chửi tao, mày vừa ngã xong ấy. Mày không nhìn thấy gì hết. Con đấy khỏe lắm. Mày rơi xuống mà mày còn ít máu là mày được cái chip mình. Thế ra mới tao mới được chip mình. Chúng ta nên xây nhà ở ngay đây. Môn sâu. Mày à mày. Mày à. Trồng cây đi, team tree. Đâu? Chúng ta trồng cây bảo vệ môi trường. How to trồng. Oh. Literally. Mày quên hết rồi, tao tưởng mày chơi game này một ít rồi. Tao quên. Tao trồng cây bảo vệ môi trường. Tao đi đâu tao đặt đến đấy. Ui. Ui. Tao thấy có gì đây này. What the heck is this? Tao xây nhà mày đi tìm. Tao đi explore. Mà còn ngồi mày xây. Thiếu tao build. Đi explore chỉ trong cái biome này thôi nhé. Không đi sang biome sa mạc rồi. Khó vãi lời đấy. Mình chưa đủ đồ. À thật sâu. Mày cần tao xây Tao xây workbench. Ta để tầng 1 là workbench. Ta đặt ở đây. Cái phòng của mình. Sao tầng 1 là phòng rồi. Tầng 1 là phòng của mình. Ta làm một cái rồi mà. Ta thôi kệ, làm hai cái. Ta sẽ làm tường. Mày đéo nó đụng vào chúng ta thì mẹ mày. Ta làm mày làm tường. Rồi. Đây rồi. Linh xây tường. Ê... Nó chuyển vào cái kia, tao đéo biết. Mẹ. Tao tưởng đây như kiểu Minecraft. Chó. Đây không phải Minecraft, đây là Terraria. Đi vậy rồi. Minecraft 2.0. Là Minecraft phiên bản 2.0.
nó downgrade từ 3D xuống 2D. Đấy, đi con mẹ mỗi lần đi lên đi xuống đi cũng ngu. Để anh bớt chơi không? Hey, hey. Máy thể ấn chuột phải, máy thể ấn chuột phải đi cơ mẹ mày. Ồ. Giữ chuột phải đi cơ mẹ mày. Mình đem vào sớm. Tao muốn mày suffer để mày tự tìm. Mày đó giỏi là... thằng Pew chưa biết đâu, đừng lo. Cho gọi là từng trải. Gọi là tao muốn nhìn thấy mày ngu. Oh, no homo, no homo. Nhà ngôi sao đi, nhà ngôi sao kìa, nhà ngôi sao kìa. Mẹ sợ sẵn nhặt chưa? Mở đi, mở đi. Ta lên đây. Arrow không nhặt được à? How? Đi, đi, tao mới đi. Chuẩn bị. Đi, 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 đi. Ow. Pew. Pew. Piu piu piu. Ra lấy trước khi nào biến mất. Mày nhặt đi hai cái nhá. Tao bảo vệ mày nhá. Go hiếu đi. À, mày bảo vệ ngu luôn. Mày nhặt arrow tao nhá. Tao giúp mày rồi. Hay lắm. Hiếu chạy đi. Mày luôn đi con mẹ. Ờ, tao giết hết rồi mày. Cảm ơn tao đi. Tao giết. Tạo rất nhiều. Mày đào cả gốc, anh mày chặt cây, mày chặt cả gốc cho tao đi cơ mẹ, cả một đống cây ấy còn gốc, đi cơ mẹ. Thích hả mày? Đi cơ mẹ nhìn thốn vẫn hơn. Bây giờ mày có hai lựa chọn, một là mày chặt nốt, hai là tao đánh lại mày. Nhìn đỡ hơn nhiều, nhìn nghĩ ra mày trồng cây, gây rừng. Đâu rồi? Trả lời. Merchant. Nó chưa đến. Từ từ đi cung mẹ. Mày đi mày phải mất thời gian đi cung mẹ. Từ từ nó sẽ teleport đến chỗ mình luôn. Ê... nó không thịt thỏ nhỉ, như Minecraft ấy. À, game này thực tế hơn là mình đèo phải ăn. Đúng, thế đúng. À, đéo buồn cười. Ta sẽ đi bên trái. Đi. Ờ, đi bên trái đi. Tao đi bảo tao đi bên trái. Get over here! Tao thấy nó rồi! Phải luôn nó bị kẹt! À, thế không sao đâu. Nó rơi mẹ xuống hố. Nếu mà... nếu... nó sẽ tự teleport nếu như mày không ở gần cái nhà. Nó sẽ tự teleport. Còn mẹ, tao tưởng thẳng nó lâu đến thế mà tao bị nó kẹt con mẹ dưới hố đây. Còn mẹ... nó kẹt chỗ tao kẹt. Thế đi giúp nó đi cô mẹ! Tạm biệt. Cho mày kẹt để tí đi mà teleport. Tao đéo phải oxy được mày. Ê thôi. Thôi đừng đào xuống chỗ đỏ đỏ vậy. Cái con đấy khỏe vậy lời. Ui dồi. Con mình quả đánh được đâu. Con đấy con quả. Con đéo gì. Ghê đấy. Ờ quả. Phải lùi. Sau nó so, sau nó mẹ cái gan của nó. What the fuck. Oh bên kia corruption rồi. Mày đào ra bên phải. Bên này nguy hiểm lắm. Bên kia cái vùng kiểu bọn nó. Cái biome bên kia nó gọi là cái biome corrupt. Ui nó kêu kìa. Hoặc là cái corrupt hoặc là cái tên gì đấy. Có để được đâu. Thằng này bắn bom hả? Ê thằng này bắn bom. Mình tao mua bom tao vứt sửa rồi. Tao tao đào đào hả? Không để trong tầng được của tao ấy. Để được. Đây tao để cho. Tao không để được. Ồ oh, tao quên để cửa. Thảo nào. Thế nó là cùng một nhà.